trong bản tin thứ tư ngày 7 tháng 4 hôm nay, tỉnh Ontario áp đặt lại lệnh ở nhà tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba khi các ca Covid-19 tăng đột biến. Tỉnh Alberta báo cáo số ca Covid-19 mới cao nhất trong năm nay. Một thiếu niên tử vong vì Covid-19 ở Montreal là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch ở tỉnh Quebec. Canada có thể tiêm liệu vaccine đầu tiên cho 75% dân số người lớn vào giữa tháng 6. Thủ hiến tỉnh BC nói rằng những người đi du lịch đến đảo Vancouver Island rất quá đáng nhưng không có kế hoạch ngăn chặn họ. Những khẩu trang phòng độc N95 đầu tiên, một thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng trong cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19, đã bắt đầu được tung ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy của 3M tại Brockville, tỉnh Ontario. Sáu người đã chết vì hội chứng não bí ẩn ở tỉnh New Brunswick. Xe điện được bán với số lượng kỷ lục ở tỉnh BC. Và 1 phần 3 các ca mắc COVID-19 sau khi chữa khỏi phải chịu các rối loạn và bệnh lý về thần kinh. Động lực cho mức thuế tối thiểu toàn cầu đang tăng tốc khi nhóm G20 có thỏa thuận vào giữa năm. Trung Quốc gửi thêm máy bay phản lực, Đài Loan tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu có chiến tranh. Hoàng Anh và biên tập viên Quỳnh Giao xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. À, cảm ơn tất cả quý vị cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Thưa các bạn, kênh Culture Channel của chúng tôi đã cho phát hành vào tối hôm thứ Hai clip bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi, bác sĩ Canada trên 30 năm kinh nghiệm trong nghề, đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi cho kênh về vaccine cũng như COVID-19. Hoan Anh kính mời quý vị và các bạn theo dõi nha. Và nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chết ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19-ontario.ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Tỉnh Ontario đã công bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba trên toàn tỉnh khi số ca COVID-19 tăng đột biến, ban hành lệnh ở nhà có hiệu lực từ 12 giờ 01 sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 4 và sẽ kéo dài 4 tuần. Tỉnh cũng đang mở rộng khả năng đủ điều kiện tiêm vaccine cho nhiều người trên 18 tuổi hơn ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus, bắt đầu với Toronto và vùng Peel, Thủ hiến Doug Ford cho biết các đội di động đang cung cấp vaccine ở những nơi tập trung đông người có nguy cơ cao, là các tòa nhà dân cư, các địa điểm tín ngưỡng và những nơi có nhiều người sử dụng lao động trong các khu dân cư tại các điểm nóng. Các nhân viên giáo dục ở các khu vực có nguy cơ cao sẽ được phép đăng ký tiêm chủng bắt đầu từ tuần tới. Nếu nguồn cung cấp vaccine vẫn ổn định, Thủ hiến Ford hy vọng 40% người dân tỉnh Ontario sẽ được tiêm vaccine vào cuối lệnh ở nhà kéo dài 4 tuần. Các biện pháp mới công bố vào thứ Tư hôm nay không bao gồm các ngày nghỉ bệnh được trả lương, bất chấp các lời kêu gọi liên tục từ các chuyên gia y tế. Lệnh ở nhà yêu cầu tất cả người dân Ontario phải ở nhà, ngoại trừ những mục đích thiết yếu như mua sắm hàng tạp hóa, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả tiêm chủng COVID-19 những công việc không thể thực hiện từ xa và chỉ tập thể dục gần nhà với những người cùng hộ gia đình các nhà bán lẻ không thiết yếu chỉ được nhận và giao hàng ở lề đường việc tiếp cận các trung tâm mua sắm sẽ bị giới hạn cho các mục đích như nhận hàng ở lề đường các cửa hàng bán lẻ lớn cũng chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu như hàng tạp hóa đồ gia dụng đồ dược phẩm và đồ chăm sóc cá nhân các trường học và chăm sóc trẻ em vẫn mở cửa trong các khu vực y tế công cộng cho phép Chủ nhà không được đuổi người thuê nhà ra khỏi nhà. Sức chứa sẽ được giới hạn ở 25% và chỉ theo cuộc hẹn tại các cửa hàng cung cấp thiết bị an toàn, cửa hàng kính mắt, các doanh nghiệp bán phương tiện cơ giới, thuyền và các phương tiện trên nước, sửa chữa và cho thuê phương tiện xe, các nhà bán lẻ viễn thông, các trung tâm vườn có thể tiếp tục hoạt động với 25% công suất. Các quan chức y tế từ ba đơn vị y tế công cộng lớn nhất của tỉnh Ontario là Toronto, vùng Peel và Ottawa đã thúc giục tỉnh áp đặt lệnh ở nhà, hạn chế đi lại giữa các vùng và lệnh khẩn cấp cho những ngày nghỉ ốm được trả lương. Các bác sĩ y tế công cộng hàng đầu ở Toronto và vùng Peel cũng đã ra lệnh đóng cửa các trường học, gửi gần 600.000 học sinh chuyển sang học trực tuyến chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ xuân, kéo dài một tuần mà đã được dời từ tháng 3 sang tháng 4 học sinh của đơn vị y tế vùng Wellington Dufferin Wolf cũng đang chuyển sang học trực tuyến trong thời gian này. Các hiệp hội đại diện cho các bác sĩ và y tá đã đưa ra các tuyên bố nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những trường hợp tử vong thêm và để bảo đảm hệ thống chăm sóc sức khỏe không bị quá tải. Tỉnh Ontario đã báo cáo trung bình hơn 2.800 trường hợp COVID-19 mới hàng ngày trong tuần qua, hiện có 504 người mắc COVID-19 đang được điều trị trong các phòng chăm sóc đặc biệt ICU của tỉnh. Tại thành phố Toronto, hệ thống chăm sóc sức khỏe đã trở nên căng thẳng đến mức bệnh viện trẻ em. Hospital for Sick Children hôm qua đã thông báo rằng họ sẽ thành lập một đơn vị chăm sóc đặc biệt tạm thời với 8 giường cho bệnh nhân COVID-19 từ 40 tuổi trở xuống. Đơn vị mới này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện khác trong thành phố khi thành phố này đã báo cáo thêm 1.095 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong bản cập nhật vào sáng nay. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối thứ Tư, ngày 7 tháng 4, Canada đã báo cáo thêm 7.148 ca nhiễm mới và thêm 32 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.028.041 với 61.996 ca còn bệnh, đã có hơn 942.700 ca phục hồi. Số người tử vong là 23.173. Trong một loạt các tweet vào thứ Tư hôm nay, bác sĩ hàng đầu của Canada, bà Theresa Tam cho biết, sự lây lan của căn bệnh này và mức độ nghiêm trọng của nó đang tăng nhanh. Bà Tam cho biết, so với hai tuần trước, Số ca trung bình hàng ngày đã tăng 68% và số người nhập viện trung bình đã tăng 13%. Tính đến thứ Tư, tổng cộng 2.884 người trên khắp đất nước đã phải nhập viện với COVID-19. Số người chết trung bình hàng ngày đã giảm dần cho đến vài tuần trước, đã tăng 13% trong 7 ngày qua, bà Tham viết, nói thêm rằng chặng đua marathon COVID-19 này rất khó nhưng chúng ta không được từ bỏ. Tuy nhiên, bà Tham cho biết khi nguồn cung cấp vaccine của quốc gia tăng nhanh, sự kết thúc của cuộc khủng hoảng này đang đến gần. Cho đến nay, Canada đã tiêm tổng cộng gần 7 triệu liều vaccine COVID-19, tức là 9,36% tổng dân số của đất nước đã được tiêm ít nhất một liều vaccine chống lại COVID-19. Tỉnh Alberta báo cáo một ca tử vong và 1.351 ca nhiễm mới, tổng số cao nhất kể từ ngày cuối cùng của năm 2020. Số bệnh nhân nhập viện là 333 người, trong đó có 79 người đang được chăm sóc đặc biệt toàn tỉnh có 11.464 ca đang còn bệnh, tăng gần 3.000 ca trong 7 ngày qua. Trong khi đó, các bác sĩ ở tỉnh Alberta đang kêu gọi biện pháp ngắt mạch circuit breaker một ngày sau khi tỉnh thông báo sẽ khôi phục các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt hơn. Thủ hiến Jason Kenney đã thông báo hôm thứ Ba rằng sức chứa khách hàng trong các cửa hàng bán lẻ sẽ giảm xuống còn 15%. Các nhà hàng phải đóng cửa phục vụ ăn uống trực tiếp và các hoạt động thể dục nhóm cường độ thấp sẽ bị cấm. Nhưng các hạn chế này sẽ không làm giảm đường công vì các biến thể của virus tiếp tục lây lan. Hiệp hội Nhân viên Y tế Khu vực và Calgary cùng Hiệp hội Nhân viên Y tế Edmonton cho biết tại một cuộc họp báo chung hôm thứ Tư. Các nhóm này mong muốn tỉnh đưa ra ngay các lệnh cấm triệt để, bao gồm lệnh ở nhà và đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, phòng học và nơi thờ tự các quan chức y tế tỉnh Ontario báo cáo thêm 3.215 ca nhiễm mới, con số nhiều nhất trong một ngày kể từ ngày 17 tháng 1, và thêm 17 ca tử vong. Trong số các ca bệnh mới, 1.095 ca là ở Toronto, 596 ở vùng Peel, 342 ở vùng York, 225 ở Ottawa và 187 ở Durham. Số ca nhập viện là 1.397 người, với 504 bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, có 311 người đang được trợ thở bằng máy. Tỉnh Quebec báo cáo thêm 1.270 ca nhiễm mới và thêm 8 ca tử vong. Số ca nhập viện là 543 người, với 123 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh British Columbia công bố 997 ca nhiễm mới và thêm 2 ca tử vong. Số bệnh nhân nhập viện là 330 người, trong đó có 105 bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Tại vùng Thảo Nguyên, tỉnh Manitoba báo cáo thêm 109 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong. Tỉnh cho phép bất kỳ ai từ 62 tuổi trở lên và những người thuộc cộng đồng bản địa First Nations từ 42 tuổi trở lên được chủng ngừa. Ngoài ra, bất kỳ ai trên 65 tuổi hiện nay đều có thể nhận vaccine AstraZeneca ngoài những người từ 55 đến 64 tuổi với một số tình trạng bệnh nền. Người dân có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ gia đình và tại các hiệu thuốc tỉnh Saskatchewan trong khi đó báo cáo thêm 189 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tỉnh cũng đã gia hạn các lệnh y tế công cộng COVID-19 hiện có của mình thêm 2 tuần, bao gồm cả các quy định được thắt chặt gần đây ở Regina. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, New Brunswick báo cáo thêm 14 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong. Tại Newfoundland, các quan chức y tế đã công bố một ca nhiễm COVID-19, ca đầu tiên ở tỉnh trong gần một tuần tỉnh Nova Scotia báo cáo hai ca nhiễm mới, một ngày sau khi nới lỏng một số hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Một thiếu niên đã tử vong vì COVID-19 ở Montreal là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch ở tỉnh Quebec. Một thiếu niên tỉnh Quebec 16 tuổi đã chết vì biến chứng của COVID-19 tại một bệnh viện nhi Montreal vào tuần trước. Thiếu niên này là người trẻ tuổi nhất trong tỉnh đã chết vì căn bệnh này các quan chức y tế công cộng Montreal cho biết, cái chết không gây lo ngại quá mức về sự an toàn của các trường học. Thành phố đã thành công trong việc làm chậm sự lây lan của các biến thể Covid-19. Tử vong và nhập viện do Covid-19 là cực kỳ hiếm ở thanh thiếu niên và trẻ em. Chỉ có một người khác dưới 20 tuổi đã chết vì căn bệnh này ở tỉnh Quebec. Các biến thể này dễ gây bệnh hơn và ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi hơn. Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng của tỉnh báo cáo ca tử vong này xảy ra hôm thứ Bảy. Bệnh viện Nhi St. Justin ở Montreal không tiết lộ thông tin chi tiết nào khác về bệnh nhân, bao gồm cả việc liệu em có mắc phải một biến thể nào không. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết, những người chết do COVID-19 khi còn trẻ thường là những người đang có các bệnh lý nền khác. Canada có thể tiêm liều vaccine đầu tiên cho 75% dân số người lớn vào giữa tháng 6. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng NACI cho biết, Canada có thể tiêm liều vaccine đầu tiên cho 75% dân số người lớn vào giữa tháng 6 nếu các tỉnh kéo dài thời gian giữa hai liều lên đến 4 tháng. Bằng cách này, 9 trong số 10 người lớn trên 50 tuổi và 75% dân số người lớn từ 16 đến 49 tuổi sẽ có thể tiêm liều vaccine đầu tiên vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, họ vẫn kêu gọi chính phủ cung cấp liều thứ hai càng sớm càng tốt sau khi tất cả các nhóm cư dân đủ điều kiện đã được tiêm liều đầu tiên. Các quan chức dự kiến sẽ thắt chặt thời gian giữa các liều khi có nhiều vaccine hơn. Sau đó, trong cuộc họp báo, họ cho biết khoảng thời gian này có thể giảm xuống còn khoảng 2 tháng các loại vaccine hai liều ban đầu được yêu cầu sử dụng cách nhau không quá 3 đến 4 tuần. Tuy nhiên, vào tháng 3, Nasi đã kéo dài thời gian đó lên 4 tháng trong lúc vaccine khan hiếm. Cả vaccine Pfizer và AstraZeneca đều đang được tiêm cách nhau 3 tháng ở Anh. Mặc dù các quan chức đã thừa nhận vào thứ tư rằng Canada có thể là nước duy nhất với khoảng thời gian 4 tháng. Theo báo cáo của Nasi, có rất nhiều lợi ích khi tiêm một mũi cho càng nhiều người càng tốt. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trì hoãn liều thứ hai, báo cáo giải thích, việc tiêm chủng cho số lượng người dân lớn hơn ngăn ngừa sự lây nhiễm. Vì vậy, chúng ta không chỉ bảo vệ cho cá nhân được tiêm chủng mà còn bảo vệ cho những người xung quanh họ. Khi các biến thể tiếp tục tăng trên toàn quốc, NASA thừa nhận rằng tác động của khoảng thời gian này đối với sự xuất hiện của các biến thể là chưa rõ nhưng không có bằng chứng các khoảng thời gian đó sẽ tăng hoặc giảm sự xuất hiện của các biến thể đáng lo ngại. 21 cầu thủ, 4 nhân viên của đội Vancouver Canucks hiện đã có kết quả dương tính với Covid-19. Đội Vancouver Canucks cho biết 21 cầu thủ và 4 nhân viên hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và nguồn lây nhiễm là một dạng biến thể. Thêm một cầu thủ được coi là người có liên hệ với người bị bệnh nhóm nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Không rõ biến thể COVID-19 nào đã bắt đầu vụ bùng phát, nhưng đội cho biết việc giải trình tự gen đang được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC. Trong một tuyên bố, nhóm đã tiết lộ rằng cụm bệnh được truy lại từ một người, mặc dù không rõ liệu cá nhân đó có phải là thành viên của tổ chức hay là một người thân cận. Một cuộc điều tra đang được thực hiện bởi Vancouver Coastal Health, nhân viên theo dõi liên lạc của câu lạc bộ đã quy nguồn lây nhiễm cho một cá nhân trong môi trường cộng đồng. Từ đó đã được Bộ Y tế công cộng xác định là địa điểm phơi nhiễm. Sự lây lan nhanh chóng trong toàn độ cho thấy mối liên hệ giữa những người tiếp xúc và ca bệnh chính. Thủ hiến tỉnh British Columbia nói rằng những người đi du lịch đến Vancouver Island rất quá đáng, nhưng không có kế hoạch ngăn chặn họ. Thủ hiến tỉnh British Columbia, ông John Horgan, không có kế hoạch áp đặt các hạn chế đi lại giữa Vancouver Island và phần đất liền, bất chấp những cảnh báo rằng sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm Covid-19 một phần là kết quả của việc du lịch. Thủ hiến thừa nhận tỉnh có thể hạn chế việc đi lại bằng phà và đã làm như vậy trong quá khứ, nhưng điều đó không nhất thiết phải mang lại hiệu quả tốt. BC Ferries đã bổ sung thêm các chuyến đi vào cuối tuần lễ Phục sinh để giúp hành khách giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, số lượng hành khách vẫn thấp hơn so với cuối tuần lễ phục sinh năm 2019. Thủ hiến Horgan đã loại trừ các hạn chế đi lại một ngày sau khi cán bộ y tế tỉnh. Tiến sĩ Bonnie Henry nói với các phóng viên, việc đi lại không cần thiết và các cuộc tụ họp xã hội đang tiếp thêm lửa cho các biến thể đáng lo ngại. Tiến sĩ Henry cho biết, sự lan truyền của biến thể P1 được phát hiện lần đầu tiên ở Brazil là một mối quan tâm và một số trường hợp đã được tìm thấy từ những người đến thăm Whistler vào tháng 2. Khu du lịch Whistler Blackcomb đã đóng cửa trong thời gian còn lại của mùa đông. Trong khi hầu hết các trường hợp biến thể P1 đã được phát hiện ở khu vực Metro Vancouver thì cũng có những trường hợp được xác nhận trên Vancouver Island. Giám đốc y tế của Island Health cho biết, hầu hết các trường hợp đó đều được bắt nguồn từ việc đi du lịch. Du lịch quốc tế cũng là một yếu tố trong sự lây lan của COVID-19. Trong năm nay, hơn 400 chuyến bay đến hoặc đi từ Vancouver đã được liệt kê trong danh sách các chuyến bay có bệnh nhân COVID-19. Hầu hết trong số đó là các chuyến bay nội địa, nhưng cũng bao gồm các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Mexico và các quốc gia khác. Gần đây nhất là ngày 3 tháng 4. 700.000 khẩu trang N95 được vận chuyển từ nhà máy của 3M tại Brockville để chống lại COVID-19. Những khẩu trang phòng độc N95 đầu tiên, một thiết bị bảo vệ cá nhân PPE quan trọng trong cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19, đã bắt đầu được tung ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy của 3M tại Brockville. Khoảng 700.000 khẩu trang sẽ được chuyển từ nhà máy trong tuần này tới các nhân viên y tế, giáo dục và các cơ sở công lập khác. Lô hàng đầu tiên đến trong 8 tháng sau khi chính phủ liên bang và tỉnh đạt được thỏa thuận 5 năm với 3M để cung cấp 55 triệu khẩu trang phòng độc mỗi năm để đáp ứng nhu cầu PPE cho nhân viên y tế tuyến đầu. Mỗi cấp chính phủ đã đầu tư hơn 23 triệu đô để hỗ trợ khoản đầu tư 70 triệu đô của 3M cho mục tiêu 5 năm. Sự hợp tác này mở rộng cơ sở sản xuất tại Brockville của 3M và tạo ra 30 việc làm tại địa phương. 6 người đã tử vong vì hội chứng não bí ẩn ở tỉnh New Brunswick. Thêm một người được cho là mắc hội chứng thần kinh bí ẩn ở tỉnh New Brunswick đã qua đời. Các quan chức y tế của tỉnh xác nhận hôm thứ Tư hiện đã có 6 trường hợp tử vong và 44 trường hợp nghi ngờ có liên quan đến căn bệnh này. Ca đầu tiên bắt đầu từ năm 2015 nhưng đến đầu năm 2020 mới được xác định khi một nhóm ca được phát hiện bởi hệ thống giám sát dịch bệnh Kreuzfeld-Jakob do cơ quan y tế công cộng của Canada vận hành. Các triệu chứng của hội chứng não bí ẩn ở tỉnh bao gồm sa sút trí tuệ tiến triển nhanh chóng, co cứng cơ, teo cơ và một loạt các biến chứng khác. Người phát ngôn Bộ Y tế New Brunswick cho biết, mặc dù hầu hết các trường hợp đã được xác định ở phía đông bắc và đông nam của tỉnh, nhưng vẫn chưa rõ vị trí địa lý có liên quan đến căn bệnh này hay không. Tháng trước, thì một nhà nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan tới môi trường. Ông Michael Cohart cho biết, ông đang loại trừ bệnh creutzfeldt jacob nhưng lưu ý rằng nhiều chứng rối loạn thần kinh có các đặc điểm giống nhau. Ông chưa từng thấy bất cứ bệnh nào giống như cụm bệnh tại New Brunswick. Ông cho biết tỉnh đang tạo ra một trang web bao gồm dữ liệu về các chiến lược điều trị và phòng ngừa căn bệnh này, đồng thời cho biết trang web sẽ được cập nhật thường xuyên. Một bác sĩ người Canada được trao giải thưởng vì tiến bộ trong điều trị bệnh tiểu đường. Một bác sĩ người Canada đã được trao giải vì công trình nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ về các hormone đường ruột giúp điều trị bệnh tiểu đường loại 2, béo phì và rối loạn đường ruột. Tiến sĩ Daniel Drucker, giáo sư y khoa tại Đại học Toronto và nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Lunafel Tannenbaum của Sinai Health cùng hai đồng nghiệp khác hôm thứ Tư đã đoạt giải thưởng Canada Gardner International năm 2021. Tiến sĩ Drucker và các đồng nghiệp là tiến sĩ Joe Happiner của trường Y Harvard và tiến sĩ Jens Holt của Đại học Copenhagen đã phát hiện ra các hormone được gọi là peptide giống glucagon, GLP-1 và GLP-2, kiểm soát mức insulin và glucagon Chúng hoạt động cùng nhau để duy trì lượng đường khỏe mạnh trong máu của con người. Nghiên cứu của họ đã dẫn đến sự phát triển của nhiều loại phương pháp điều trị, đặc biệt đối với bệnh tiểu đường loại 2 phổ biến hơn, chiếm 90% tổng số ca bệnh tiểu đường và ngày càng trở nên phổ biến ở trẻ em ở Canada. Hiện nay thì cứ 3 người Canada thì có một người đang sống chung với bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Các trường hợp cũng đang tăng lên khi con người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng calo cao. Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính xảy ra khi cơ thể không thể sản xuất hoặc sử dụng insulin đúng cách. Insulin là một loại hormone kiểm soát lượng đường trong máu. Nếu không được kiểm soát, bệnh tiểu đường dẫn đến lượng đường trong máu luôn ở mức cao, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, giảm thị lực, suy thận, tổn thương thần kinh và có thể dẫn đến phải cắt cục chi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tiểu đường cũng nằm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Tiến sĩ Rocker đã nói rằng mặc dù việc chữa khỏi bệnh tiểu đường dường như rất khó xảy ra, nhưng bệnh có thể được kiểm soát bằng chế độ ăn kiêng, giảm cân và dùng thuốc. Tiến sĩ cho biết trường học cũng đóng một vai trò trong việc nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục thể chất để hạn chế sự gia tăng của bệnh tiểu đường. Giải thưởng Canada Gardner International được đặc biệt danh là giải Nobel nhỏ. Cứ 4 người nhận giải Gardner thì có một người giành được giải Nobel danh giá Mỗi năm, 7 giải thưởng được trao bởi tổ chức Gardner Foundation và những người chiến thắng nhận được 100.000 đô la tiền thưởng. Tại tỉnh BC, xe điện được bán với số lượng kỷ lục. Chính quyền tỉnh BC cho biết, xe điện đang được bán với số lượng kỷ lục ở tỉnh BC. Hơn 54.000 xe điện hạng nhẹ đã được đăng ký tại tỉnh BC, con số được báo cáo cao nhất ở Bắc Mỹ, đưa tỉnh này trở thành tỉnh dẫn đầu trong ngành. Báo cáo hàng năm về phương tiện không phát thải của tỉnh BC cho biết, người dân cũng đang áp dụng công nghệ điện theo những cách ít truyền thống hơn, bao gồm xe máy và xe đạp điện chở hàng, được thúc đẩy bởi chương trình khuyến khích phương tiện. Báo cáo theo dõi tiến độ của tỉnh BC đối với các mục tiêu xe không phát thải và cho biết tỉnh này đang trên đà vượt mục tiêu cho năm 2025, với doanh số bán xe điện hạng nhẹ chiếm 9,4% tổng doanh số bán xe vào năm ngoái. Đạo luật về phương tiện không phát thải yêu cầu các nhà sản xuất xe phải đáp ứng mức tăng doanh số bán xe điện hàng năm là 10% vào năm 2025, 30% vào năm 2030 và 100% vào năm 2040. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn quay trở lại với biên tập viên Quỳnh Giao. Một phần ba các ca cá mắc COVID-19 sau khi chữa khỏi chịu các rối loạn và bệnh lý về thần kinh. Trong một nghiên cứu với hơn 230.000 bệnh nhân khỏi COVID-19 ở Hoa Kỳ, các nhà khoa học công bố có một phần ba số người được chẩn đoán mắc các bệnh lý về não bộ và rối loạn thần kinh trong 6 tháng sau khi được chữa khỏi bệnh. Các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích cho biết không rõ virus có liên quan như thế nào đến các tình trạng tâm thần như lo lắng và trầm cảm. Nhưng đây là những chẩn đoán phổ biến nhất trong số 14 chứng rối loạn mà họ xem xét. Trường hợp đột quỵ, mất trí nhớ và các rối loạn thần kinh khác sau COVID-19 thì hiếm hơn, nhưng vẫn rất đáng kể, nhất là với các trường hợp nhiễm nặng. Các chuyên gia sức khỏe ngày càng lo ngại về sự gia tăng trong rủi ro mắc phải các bệnh lý về sức khỏe tinh thần đối với những người đã khỏi COVID-19. Phát hiện mới được công bố trên tạp chí Lancet Psychiatry đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 236.379 bệnh nhân COVID-19 chủ yếu đến từ Hoa Kỳ và phát hiện 34% đã được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh hoặc tâm thần trong vòng 6 tháng. Các nhà khoa học cho biết, các rối loạn phổ biến hơn ở bệnh nhân COVID-19 so với nhóm người đã khỏi bệnh cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác trong cùng thời gian, cho thấy rằng Covid-19 có tác động cụ thể lên những bệnh nhân này. Sau đây là một số cập nhật khác về tình hình Covid trên thế giới. Tính đến ngày thứ tư, hơn 132,7 triệu ca nhiễm Covid-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 2,8 triệu người. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức cho rằng hiện giờ chưa phải là lúc mở cửa lại nền kinh tế khi số lượng ca mắc Covid gia tăng. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết, tỷ lệ tiêm chủng ở Đức hiện thấp hơn nhiều so với các nước khác cùng khu vực như Pháp, Ireland và Hungary. Một trong những nguyên nhân chính khiến tình hình Covid ở Đức trở nên phức tạp hơn là những thông điệp và chính sách đầy mâu thuẫn giữa các nhà cầm quyền quốc gia và khu vực. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã đích thân kêu gọi rằng các lãnh đạo khu vực cần thống nhất và siết chặt hơn các chỉ thị liên quan đến tình hình dịch bệnh. Trong khi đó, 12 triệu học sinh ở Pháp chật vật học trực tuyến vì không thể kết nối với Internet. Các công tố viên Paris đã mở một cuộc điều tra về khả năng các hệ thống chủ chốt bị xâm nhập. Bộ trưởng Giáo dục thông báo về một cuộc tấn công mạng vào một hệ thống đào tạo từ xa của nhà nước và đổ lỗi cho các mạng riêng và máy chủ bị quá tải gây ra các trục trặc khác. Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ báo cáo hơn 100.000 ca nhiễm bệnh mới trong 24 giờ qua. Các thành phố New Delhi, Mumbai và hàng chục thành phố khác đang áp đặt lệnh giới nghiêm để làm chạm sự lây lan tăng vọt. Hàn Quốc báo cáo số ca mới trong một ngày cao nhất trong 3 tháng nước này cũng vừa phê duyệt vaccine johnson johnson để xúc tiến chiến dịch tiêm chủng tại mỹ giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc cho biết biến thể b117 lần đầu tiên được phát hiện ở anh hiện là dòng virus phổ biến nhất ở nước này chủng này được chứng minh là có khả năng lây nhiễm nhiều hơn ở những người mỹ trẻ tuổi điều này đã góp phần làm tăng số ca mắc bệnh trong những tuần gần đây động lực cho mức thuế tối thiểu toàn cầu tăng khi nhóm G20 có thỏa thuận vào giữa năm. Động lực cải tổ thuế toàn cầu cho các công ty đã tăng vào thứ tư sau khi các nhà lãnh đạo tài chính của nhóm G20 cam kết đạt được đồng thuận về các quy tắc mới vào giữa năm, khuyến khích bởi các đề xuất mới của Hoa Kỳ. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương cho biết họ sẽ đạt được một giải pháp toàn cầu cho mức thuế doanh nghiệp tối thiểu và tìm cách thu lợi nhuận của những công ty công nghệ đa quốc gia. Việc này có thể có những tác động đáng kể, nâng cao thu nhập cho nhiều chính phủ khi họ xây dựng lại nền kinh tế của mình sau đại dịch. Tuy nhiên, có một số nước đã chung bước như Ireland. Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen tuần trước đã đưa ra kế hoạch về mức thuế tối thiểu toàn cầu là 21% cao hơn nhiều so với mức 12,5% đang được thảo luận giữa gần 140 quốc gia tại Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Bruno Le Maire nói rằng nước của ông đồng ý với mức thuế cao hơn 12,5%. Ông cũng cho biết, Pháp đang cân nhắc các đề xuất về cách đánh thuế lợi nhuận của các công ty công nghệ. Một động thái như vậy sẽ chia quyền đánh thuế lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ như Facebook và Alphabet cho những nơi mà họ hoạt động, đồng thời đánh dấu một bước đột phá đáng kể sau nhiều năm bất đồng về vấn đề này. Tuy nhiên, đà phát triển đang vấp phải sự hoài nghi từ các quốc gia nhỏ, vốn thu hút đầu tư từ các công ty quốc tế với mức thuế thấp. Bộ trưởng Tài chính Ireland cho biết, cần phải chú ý đến quy mô của các nền kinh tế trong việc đặt ra bất kỳ quy tắc mới nào các quan chức tài chính của nhóm G20 cũng tán thành việc gia hạn giảm nợ cho các quốc gia nghèo đến cuối năm và ủng hộ sáng kiến hỗ trợ nguồn tài chính của IMF thêm 650 tỷ đô la Mỹ để giúp các nền kinh tế dễ bị tổn thương, đối phó với suy thoái trong đại dịch. Trung Quốc gửi thêm máy bay phản lực, Đài Loan tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu có chiến tranh. Trung Quốc đã điều thêm máy bay chiến đấu vào vùng phòng không của Đài Loan vào hôm thứ Tư, trong một cuộc tăng cường lực lượng xung quanh hòn lão mà Bắc Kinh tuyên bố là của mình. Ngoại trưởng Đài Loan cho biết, họ sẽ chiến đấu đến cùng nếu Trung Quốc tấn công. Đài Loan đã phàn nàn về các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Bắc Kinh trong những tháng gần đây, với việc lực lượng không quân của Trung Quốc hiện diện gần như hàng ngày trong vùng phòng không của mình. Hôm thứ Hai, Trung Quốc cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay đang tập trận gần hòn đảo này. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 15 máy bay Trung Quốc đã vào vùng phòng không của nước này, cùng một máy bay chống tàu ngầm bay về phía nam qua kênh Bassi giữa Đài Loan và Philippines. Bộ cho biết thêm, lực lượng không quân Đài Loan đã điều động máy bay đến để đánh chặn và cảnh báo Trung Quốc. Thêm vào việc tăng cường hành động quân sự gần Đài Loan, Hải quân Hoa Kỳ cho biết Tàu John S. McCann đã tiến hành một chuyến quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Tư. Bộ Tư lệnh phía Đông Trung Quốc cho biết họ đã theo dõi con tàu và tố cáo Hoa Kỳ gây nguy hiểm cho hòa bình và sự ổn định của eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ chuẩn bị tập trận, mô phỏng một cuộc tấn công của Trung Quốc qua máy tính trong 8 ngày. Giai đoạn 2 của các cuộc tập trận, bao gồm diễn tập bắn và diễn tập chống đổ bộ, sẽ diễn ra vào tháng 7 khi các bệnh viện cũng sẽ thực hành xử lý thương vong hàng loạt. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7926 đô la Mỹ và bằng 0,6669 đồng Euro theo bank cấp Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.347 đồng Việt Nam, theo XC.com. Giá vàng giao ngay giảm ở mức 1.737,16 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 7 tháng 4 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa hoàn xin kính mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như là nguồn động lực để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn an lành. Xin chân thành cảm ơn Hoàng Anh và Quỳnh Giao kính chào tạm biệt. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chích ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19-ontario.ca. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.